xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Chào chị Phương Chi. Chào Thu Thảo. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Ông Charlie Baker thông báo là sẽ tranh cử cho chức vụ thống đốc của tiểu bang năm 2014. Và tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì ông Charlie Baker thuộc đảng Cộng Hòa đã chính thức công bố là sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống đốc của tiểu bang Massachusetts vào năm 2014 tới đây. Và trước khi chính thức thông báo với các hệ thống truyền thông báo chí, ông đã công bố quyết định của mình qua các phương tiện truyền thông xã hội. Vào năm 2010, ông cũng đã ra tranh cử nhưng đã thất bại cho ông thống đốc Deval Patrick. Và ông Baker đã từng làm việc dưới chính quyền của thống đốc William Weld và Paul Sarkozy. Và trước khi nhậm chức giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm y tế Harvard Pilgrim, và theo các nguồn thông tin cho biết, ông hiện nay là chính ứng cử viên thích hợp nhất đại diện cho đảng Cộng Hòa để ra tranh cử kỳ này, và sau khi thống đốc Deval Patrick mãn nhiệm. Và phía đảng Dân Chủ thì hiện nay đã có rất nhiều ứng cử viên sẽ ra tranh cử, và trong số đó có một tổng thư ký của tiểu bang là ông Steve Rossman và Joseph Avellont, và là giám đốc của điều hành của công ty Parasol và là cựu nghị viên của thành phố Wellesley, và ông Donald Berwick và cựu nhân viên của điều hành của Medicare và Medicaid Service, và bà Julieta Caitlin và cựu nhân viên của một bộ quốc phòng liên bang. Ngoài ra còn có nhiều ứng cử viên có thể là sẽ tham gia trên cuộc tranh cử dân biểu của liên bang là Stephen Lynch, ông Mike Capuano, và hay là bà viện trưởng lý đó là bà Matthew Cotley. Một số chính trị gia và khách du lịch chỉ trích giới chức tại Logan Airport và thiếu sự tôn trọng đối với ngày 11 tháng 9, tin từ Braintree. Kính thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại trạm xe buýt Logan Express ở vùng Braintree, nhiều người đã có ý kiến phản ứng lại việc giới chức của sân bay quốc tế Logan Airport chọn ngay ngày 11 tháng 9 năm nay kỷ niệm 12 năm kể từ ngày khủng bố tấn công nước Mỹ để thực hiện một cuộc diễn tập cứu hỏa. Sheldon Stick, một vị giáo sư về hưu, cho rằng đây là một điều dại dột và thiếu tôn trọng đối với ngày đau buồn của đất nước. Một nạn nhân có người thân đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố cũng cho rằng đây là một quyết định nhạy cảm của Logan Airport. Một số nhà lập pháp tiểu bang vùng South Shore thì chỉ trích hành động này là ngu xuẩn. Thống đốc Deval Patrick cũng bày tỏ sự đáng tiếc trong sự việc này. Ông Levickis, một bác sĩ về hưu, cho rằng việc ông chọn ngày 11 tháng 9 cho một buổi tập luyện không phải là một quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, việc luyện tập ngày này cũng có ý nghĩa ít nhiều trong việc chuẩn bị đối với tình hình thực tế. Thượng nghị sĩ S. Markey và đa số dân biểu liên bang của tiểu bang Massachusetts phản đối về việc tấn công quân sự đối với Sharon. Và kính thưa quý vị, tin từ Hoa Thịnh Đốn thì trong tuần trước, thủ ủy ban đối ngoại thượng viện đã bỏ phiếu là nghị quyết cho phép tổng thống Barack Obama tấn công quân sự đối với Sharon. Và thưa thượng nghị sĩ của Ed Markey là một trong những thành viên của ủy ban đối ngoại, và sau khi đắc cử trong kỳ bỏ phiếu đặc biệt để tiếp tục chức vụ thượng nghị sĩ sau khi ông John Kerry đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ, và ông Markey đã bỏ phiếu là người sẽ có mặt nhưng không cho biết là phản đối hay ủng hộ nghị quyết trên. Và ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 9 vừa qua, thì ông đã chính thức cho biết là ông sẽ phản đối việc tổng thống Obama ra lệnh tấn công quân sự. Ông còn có cho biết rằng tấn công quân sự quá rộng và là tác động của bất kỳ hành động của quân sự vẫn không chắc chắn và chưa nắm được phần thắng cũng như kết quả sẽ ra sao. Thì ông nói rằng ông đã đọc báo và đọc các báo cáo tình báo và có sự nghi ngờ rằng chính phủ của Syria là sẽ chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học vào tháng trước. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng cuộc tấn công của quân sự có thể làm suy yếu những nỗ lực của dân Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông. Dân biểu liên bang là Jim McGovern cũng lên tiếng là sẽ phản đối việc tấn công và sợ rằng sẽ rơi trong một trường hợp như là cuộc chiến tranh tại Iraq. Và các dân biểu của liên bang khác như là Mike Capuano, Stephen Lynch và nhiều dân biểu mặc dù chưa chính thức lên tiếng nhưng họ hiện không ủng hộ cho việc chính sách của Tổng thống.
Hãng điện tử Intel sẽ đóng cửa chi nhánh tại thành phố Hudson. Kính thưa quý vị, tin từ Hudson, hãng điện tử hàng đầu chuyên sản xuất các linh kiện cho máy vi tính vừa loan báo sẽ đóng cửa nhà máy tại thành phố Hudson, tiểu bang Massachusetts vào cuối năm 2014. Việc đóng cửa chi nhánh này sẽ làm mất đi 700 việc làm của tiểu bang. Theo phát ngôn viên là ông Chuck Morley, thì chi nhánh Intel tại Hudson không còn đạt điều kiện cần thiết cho việc sản xuất những linh kiện điện tử cao cấp. Mọi thiết bị lắp máy móc nơi này đã lỗi thời nên đã không đáp ứng những kỹ nghệ cao đòi hỏi trong những mặt hàng sau này. Hãng Intel đã mua lại cơ sở này từ Digital Equipment Corporation vào năm 1998. Trong vòng 4 tháng tới đây, sẽ có 100 bị buộc nghỉ việc. Trong 600 người còn lại sẽ tiếp tục làm việc đến cuối năm sau. Những người bị buộc nghỉ việc sẽ nhận được một số tiền đền bù và họ có thể tìm việc làm mới tại các chi nhánh khác của Intel. Bắt giữ một kẻ gây ra cái chết thang tương cho một người ở Brockton. Và kính thưa quý vị, tin từ Brockton là trong những ngày vừa qua thì dân tại thành phố Brockton vẫn chưa hết sửng sốt vì một cái chết thảm thương của một ông cụ 74 tuổi tên là Lee Harmer. Và ông đã bị giết khi đang lái xe đạp đi lượm lon và cha lọ như thường ngày, thì ông được nhiều người biết đến bởi một cái tính tốt bụng và làm việc rất là bền bỉ. Và hầu như cư dân tại khu vực đều biết đến ông. Và sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 20 tối vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Khi mà cảnh sát được gọi đến thì ông đã nằm bên vệ đường với một vết thương rất nặng ở đầu. Và các nhà điều tra nghi ngờ ông đã bị đánh bởi một chiếc búa. Và các nhân chứng cho hay là họ đã nghe tiếng va chạm lớn và một thủy tinh bị bể. Và ông Harmon là người sùng đạo và các tờ rơi với khẩu hiệu là Thiên Chúa yêu thương bạn. Và được tìm thấy rải rác bên vỉa hè đẫm máu khi cảnh sát đến nơi. Thì cho đến hôm thứ Tư ngày 11 tháng 9 vừa qua, thì nghi phạm sát hại ông cụ là Carl Rammer Velasquez, 35 tuổi, đã bị bắt và tại nhà riêng của ông. Thì ông Timothy J. Cruz, luật sư của tòa án quận, cho biết đây là một vụ giết người hết sức dã man và gây ra hoang mang cho cộng đồng của ông. Và ông cũng cảm ơn sự hợp tác và làm việc hết sức nghiêm túc và hiệu quả của đội ngũ cảnh sát thám tử tiểu bang và thành phố Brockton. Công đoàn giáo dục Boston sẽ có lẽ công bố ủng hộ một ứng cử viên thị trưởng thành phố nào trước cuộc bầu cử sơ bộ. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Công đoàn giáo dục thành phố Boston là ông Richard Stedman đã chia sẻ với đài phát thanh WBUR rằng ông không nghĩ rằng công đoàn sẽ công bố ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào trong cuộc tranh cử thị trưởng thành phố trước cuộc bầu cử sơ bộ. Công đoàn giáo dục đại diện cho 10.000 giáo viên, y tá, nhân viên, hướng dẫn học sinh, v.v. là một lực lượng rất mạnh trong số các ứng cử viên. Nghị viên thành phố là Felix Arroyo và dân biểu Martin Walsh đã từng có liên hệ với công đoàn. Tuy nhiên, dân biểu Walsh đã tuyên bố rằng ông ủng hộ việc hủy bỏ chính sách giới hạn số lượng trường charter, một việc làm trái với ý muốn của công đoàn. Nghị viên thành phố là Rob Consalvo đã nhiều lần lên tiếng về đề nghị vu cáo giáo viên. Nghị viên Mike Ross chống sự hủy bỏ giới hạn số lượng trường charter. Còn nghị viên thành phố là ông John Connolly đã và đang ủng hộ những cải thiện giáo dục nhằm hỗ trợ các trường charter, cũng như đòi hỏi cách quản lý giáo dục linh động hơn những gì được đưa ra trong hợp đồng giáo viên. Cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 sắp tới, khi cư dân Boston sẽ bầu ra 2 trong 12 ứng cử viên. Ông Stedman nói rằng dù công đoàn không thể tiết lộ danh sách của những ứng cử viên mà công đoàn ủng hộ trong thời điểm này, có thể là một công đoàn sẽ chọn ra một ứng cử viên trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Thông lệ hàng năm, đài truyền hình SBTN Boston sẽ tổ chức chào mừng SBTN Boston năm thứ 7 vào ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Đại Hí viện John Hancock, trung tâm Downtown Boston, từ 6 giờ 30 chiều đến 11 giờ 30 tối. Chương trình rất đặc sắc với những dòng nhạc trẻ, trữ tình, quê hương và dòng nhạc ngoại quốc lời Việt đã vang bóng một thời. Lần đầu tiên có sự góp mặt của hai ca nhạc sĩ Sĩ Đan và Vũ Tấn Đức, cùng với tất cả các ca sĩ của trung tâm Asia như Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Quỳnh Phi Tiễn, Lưu Đức Long, Phạm Tuấn Ngọc, Như Quỳnh, Lâm Nhật Tiến, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Y Phương, Lillian, Linh Si, Đỗ Tiên Dung, Ngọc Anh Vi. Với sự trở lại của Quang Minh Hồng Đào sẽ mang lại cho quý vị những tiếng cười thoải mái. Đặc biệt có sự tham dự của nhạc sĩ Trúc Hồ và MC Diệu Quyên. Điều khiển chương trình MC Đỗ Tân Khoa và Thùy Dương.
Đặc biệt năm nay, rạp sẽ mở cửa phòng tiếp tân vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều. Cuộc hội ngộ chụp hình lưu niệm giữa ca sĩ và khán giả do nhóm nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại vùng Washington DC đảm nhận. Kính mời quý vị khán giả đến sớm để có dịp hàn huyên và có những bức ảnh đẹp với ca sĩ. Vé có bán tại Mỹ Xuyên Gift Shop vùng Rochester, Thanh Hair Salon vùng Rochester, Sài Gòn Market vùng Randolph, Như Ngọc Video vùng Worcester, Bánh Mì Ba Lẹ vùng Rochester, Đài Tiếng Nước Tôi vùng Rochester, Sài Gòn Asia Market, Tiểu bang New Hampshire, Hương Xuân vùng Low, Maxim Pharmacy vùng Rochester, Lee Store Bakery vùng Rochester, Phương Thảo Video vùng Everett, Hồng Cúc Sandwich vùng Low. Chương trình được bảo trợ bởi hai nhà tài trợ chính, Nail Mark Inc. vùng Rochester, Jupiter Beauty Academy vùng Rochester, Maxim Pharmacy vùng Rochester, Vietnet Travel vùng Rochester, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lẹ vùng Rochester, Phở Lê vùng Rochester, Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Bác sĩ Hàng Thanh Lâm vùng Rochester, Hai Lúa Supermarket và Restaurant, Phở Pasteur vùng Chinatown, Boston, Metro South Insurance vùng Rochester, Sweet Kiwi vùng Westford, Tiệm Vàng Hoàng Mỹ vùng Rochester, AC Farm Market vùng Rochester, Phở 88 vùng Low, Town Hall Realty Inc. vùng Rochester, Nha sĩ Đinh Thị Quế vùng Rochester. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên số điện thoại 508-697-3753 hoặc ông Nguyễn Văn Hội số điện thoại 617-361-5762. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại, mong quý vị đợi trong giây lát. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách, bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Ủa chị Phương Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có Nail Mark Supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cũng xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nail Mark sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mark 617-288-8999. Nail Mark 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam.
Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Xin thông báo chợ Lucky vùng Randolph đã dời về Hai Lúa Plaza tọa lạc tại 937 trên đường North Main, vùng Randolph, đối diện với cây xăng US Gas và gần nhà thờ San Bernadette. Hiện bây giờ xin quý vị đi vào cổng phía sau của Plaza. Chợ Lucky chuyên bán sỉ và lẻ tất cả các rau cải và trái cây tươi hàng ngày như chôm chôm, mít, măng cụt, sầu riêng, mãng cầu, xoài, v.v. Đặc biệt nhất là quầy thịt tươi, cá, tôm, cua sống hàng ngày. Ngoài ra còn cung cấp tất cả các gia vị đông lạnh, đồ khô, mắm, tương rất phong phú. Các loại gạo thượng hạng, đặc biệt là gạo Jasmine Jack, được sản xuất từ tiểu bang Louisiana, phẩm chất tốt, giá cả phải chăng. Hai Lúa Plaza sẽ khai trương thêm food court và 12 cửa thương hiệu bên trong. Chợ mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhà hàng Hai Lúa tưng bừng khai trương tọa lạc ngay trong Hai Lúa Plaza. Nhà hàng được thiết kế rất sang trọng và khang trang, trên 100 chỗ ngồi, rất thuận tiện cho việc tổ chức sinh nhật họp bạn. Nhà hàng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam cho sáng, trưa và tối. Đặc biệt nhà hàng còn nhận làm tất cả các món ăn cho tiệc tại tư gia và đem đến tận nơi. Nhà hàng sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng mỗi ngày với những món ăn sáng miền Tây. Nếu quý vị khách nào đi chợ Hai Lúa mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một tô phở. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 781-885-2687. Chủ nhân trân trọng kính mời. Sarah Care vùng Worcester, một chương trình chăm sóc cho người cao niên. Nếu quý vị có cha mẹ hoặc người thân cần một nơi đáng tin cậy để được sự chăm sóc đặc biệt, an toàn và lành mạnh, sống hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe. Một dịch vụ có cả xe đưa đón tận nhà và những cuộc hẹn của bác sĩ và y tá chuyên nghiệp. Các sinh hoạt để bồi dưỡng sức khỏe, các thức ăn điều dưỡng. Tại đây có các nhân viên Việt Nam tận tâm chăm sóc cho người thân của quý vị. Mọi dịch vụ miễn phí nếu quý vị là hội viên hợp lệ. Xin cảm ơn quý vị đã gửi màn hình của SBTN Boston và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự cộng đồng của SBTN Boston. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật cuộc phỏng vấn của bác sĩ Vũ Linh Huy sẽ được phát lại vào ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.